này là mình đã qua tháng mấy rồi ta? Hồi nãy là tháng 10 đúng không? Tháng 10, tháng 4 này là tháng 11 rồi. Tháng 11. Bắt đầu qua tháng 12. Tháng 12 thì cái trái của mình nó đã được gần 1 tháng. 1 tháng tuổi. Gần 1 tháng tuổi thì mình bắt đầu mình bón phân. Anh em hỏi là bón phân khi mà trái đã rụng sinh lý xong hay trước khi trái nó rụng sinh lý, thì tôi sẽ trả lời cho anh em luôn, đó là có thể bón trước hoặc sau đều được. À, cái này là kinh nghiệm thực tế của tôi ha. Nhiều người sợ là giai đoạn mà trái non như vậy nè, trái này là khoảng 1 tuần 2 tuần tuổi, 2 tuần 2 tuần thôi, một số nhà vườn không sợ, không không dám bón phân, cứ để như vậy. Thì tôi khuyến cáo là cái giai đoạn mà khoảng 2 tuần đó, nhà vườn nên bón bổ sung thêm lượng rất ít thôi, một cây khoảng chừng 100 g tới 200 g phân để mình hỗ trợ thêm cái cây. Cái giai đoạn này là đang trong quá trình rụng sinh lý nè, mình vẫn có thể bón được nhưng mình bón số lượng ít thôi. Cái giai đoạn mà bón phân nhiều á, là giai đoạn mà khoảng 1 tháng sau khi mà sinh lý, rụng sinh lý, thì giai đoạn đó là anh em bón phân nhiều chút xíu. Đó. Nè, nè là đây là mấy cái trái mà khoảng 1 tháng nè, tháng tháng rưỡi tháng đây, cái trái này là 1 tháng tuổi, là bà con bón phân nhiều chút. Thì bón phân gì đây bà con? Thì mình bón, mình nuôi trái thì mình chỉ bón NPK thôi, NPK thôi, NPK, NPK thì 20-15, loại nào cũng được, 20-20-15. Hoặc là 25, 25 năm nhiều lắm, 20, 10, 10 cũng được luôn. Đối với những cái vườn, những anh em nhà vườn nào mà bán chanh cho công ty xuất khẩu thì anh em cần phải bón bổ sung cho cái này ha, để cho cái vỏ trái nó dày lên chút xíu. Cái phân Jaga đi chất bo nha, cái phân này nó có canxi nè, đặc biệt là canxi nó sẽ giúp cho cái vỏ chanh nó dày lên nha. Để trong quá trình mà công ty nó dự trữ trong kho hoặc là vận chuyển cái thời gian dài trên biển đi qua cái nước cho á, thì nó không có bị hư. Đặc biệt là cái vỏ chanh mà dày á thì sâu bệnh rồi nó xâm hại cũng khó nha. Bà con muốn bán hàng xuất khẩu thì cần phải hướng tới cái quy trình sản xuất chanh là sạch, vỏ dày ha, xanh, thì cái phân nitrat này nó đóng vai trò rất quan trọng. À, những nhà vườn anh em nào mà bán cho xuất khẩu thì lúc mà giai đoạn bước năm này thì bón nuôi trái nên kết hợp với cái phân này nữa. Thì giai đoạn này 1 tháng thì mình chỉ bón khoảng 300 g một gốc thôi, không có bón nhiều hết. Đó, 1 tháng rồi bắt đầu quan trọng là cái tháng 12 này mình bón 2 lần nha bà con, bón 2 lần trong 1 tháng. Đầu tiên là mình bón 300 g một gốc hàng ngày. Cái giai đoạn 2 cách nhau khoảng sau 15 ngày mình cũng bón lại cái nữa, mình cũng bón cái phần này luôn, cũng 300 g một gốc. Đấy. Như vậy là tôi đã nói với anh em, với bà con là 90% cái quy trình sản xuất, cái quy trình mà xử lý ra hoa dự định.